Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc với Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại thành phố Long Khánh, khiến hơn 500 người nhập viện. Tính đến chiều ngày 3 tháng 5, số ca bệnh liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đồng Nai đã lên tới 518 ca, trong đó 19 ca đã được xuất viện, 2 ca tiến triển nặng, số bệnh nhân còn lại sức khỏe đang dần hồi phục. Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Đồng Nai cho biết, qua điều tra, tiệm bánh mì Cô Băng, nơi các bệnh nhân mua bánh, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tiếp tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng. Đoàn công tác của Bộ Y tế đã tới thăm hỏi, động viên các bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Ngay khi mà có được thông tin về khi đó số lượng bệnh nhân này chưa lớn đâu, thì chúng tôi đã có cái văn bản yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cái cơ quan chức năng là khẩn trương để đi trước. Cái đầu tiên là khẩn trương là cứu chữa bệnh nhân. Cái thứ hai là tiến hành các cái điều tra để mà xử lý cái vụ ngộ độc này. Và thứ ba là tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng cũng như là công bố các cái thông tin để cho người dân biết để mình phòng ngừa. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh huy động y bác sĩ bổ sung thuốc men điều trị cho các bệnh nhân. Nhận định số lượng bệnh nhân vẫn tiếp tục tăng thêm, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Đồng Nai cảnh báo người dân đã ăn bánh mì của tiệm bánh mì Cô Băng trong 2 ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Nếu có triệu chứng, phải đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Liên quan đến vụ cá chết nổi trắng hồ sông Mây tại tỉnh Đồng Nai mà Truyền hình Nhân dân đã thông tin, đến chiều nay cơ quan chức năng địa phương đã hoàn thành việc vớt khoảng 200 tấn xác cá, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường ra khu dân cư. Trong 4 ngày qua, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của đội nuôi trồng thủy sản, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã được huy động liên tục vớt, đưa số cá chết trên hồ sông Mây lên bờ để hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Đến chiều ngày 3 tháng 5, việc vớt xác cá chết đã hoàn thành, ước khoảng 200 tấn. Lực lượng chức năng tiếp tục xử lý công đoạn rải vôi khử mùi và ủ số cá chết trên để làm phân vi sinh. Theo báo cáo, do hạn hán kéo dài khiến hồ sông Mây cạn trơ đáy, diện tích mặt nước từ 196 ha giảm xuống chỉ còn khoảng 2 ha. Do lượng nước trong hồ xuống thấp nên cá bắt đầu chết từ khoảng ngày 22 tháng 4 và chết hàng loạt từ ngày 28 tháng 4. Nguyên nhân được xác định do thời tiết nắng nóng, nguồn nước cạn, cá trong hồ tương đối dày, dẫn tới việc cá mất oxy và chết hàng loạt. Hồ sông Mây có diện tích hơn 300 ha nằm trên địa bàn huyện Trảng Bom. Đây là hồ chứa nước tưới tiêu cho hàng trăm hecta lúa khu vực hai huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu. Từ năm 1994, tỉnh Đồng Nai giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nuôi trồng thủy sản trên diện tích mặt nước. Thực hiện theo chương trình hiến máu của Bộ Công an, hôm nay Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu năm 2024. Để phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thường xuyên tuyên truyền vận động để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về hoạt động ý nghĩa này và tích cực tham gia. Hoạt động đã trở thành nét đẹp văn hóa của cơ quan trong những năm gần đây. Thông qua phong trào hiến máu tình nguyện sẽ góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam và truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, hội viên các đơn vị, sẵn sàng chia sẻ phần máu của mình để cứu giúp người, giúp đồng chí, đồng đội.